Một cái gì? Một ca nữa. Anh quay lại nhìn em phát lên một ca nữa. 900. 800. Đây là khẩu 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 đang 5D à? Khẩu trang 5D. 700, chuẩn bị là một ca nha. Đâu, một ca là cái thùng nào, thùng to hay thùng nhỏ? À đây đây, một ca một thùng này. Một ca một thùng này, bao nhiêu thùng, bao nhiêu thùng? Thùng này á? Thùng đúng đấy. Thùng 600 đúng không? Thùng này, thùng này. Thùng này, thùng này, thùng này. Thùng này, thùng này, bé. Đây, thùng đang bé đúng không? Đây là thùng 600 chiếc này. Đây, điêu là thùng này. Chờ một tí mọi người nha, chờ một tí, đang lột xuống một tí. Đang lột xuống một tí. Điêu là thùng này. Điêu này á? Vâng, cho lên cho một thùng khẩu trang như này 500 cái khẩu trang. 200 không? 200. Hả? Bao nhiêu cái ở trong này? Một ca là 200. À đi một ca 200. Đi một ca. Chỉ với một ca các bạn sở hữu 200 chiếc khẩu trang. Khẩu trang 5D bao nhiêu lớp? Cái này nhãn hiệu không xem mà 3 lớp, 3 lớp. Với sự kết hợp của hai lớp vải không dệt và một lớp giấy kháng khuẩn nha. Cái này thì có đủ size từ cho trẻ con cho đến người lớn nha mọi người. Và trong phần mua hàng là sẽ có size ạ. Đây 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 mọi người nhá. Một gói như này là bao nhiêu cái? 10 cái. Một thùng như này là 3 lớp. Cắt đâu? Cắt đâu? Cắt đi, cắt xem nào, có đúng 3 lớp không nào? Ôi đừng. 3 lớp mọi người nhá. Nhưng mà hôm nay Điêu gửi đến cho mình là như nào đây? Điêu 1k đấy. 100 Điêu. 100 Điêu 1k? Vâng. Một... Ôi thế à? Vâng, đến lên đi. Bạn cứ từ đã. Đếm, cái này phải đếm đấy. Cái này phải đếm đã. Hết rồi. Chưa lên mọi người nhá, chưa lên. Ôi lôi rồi. 100 Điêu. Ôi đồ lôi đẹp về. À. Cái này còn từ sai mà. Chưa bán trẻ con có sai nha mọi người. Trẻ con có sai, tí nữa. Tí nữa. Đây, 3 lớp mọi người nhá, 3 lớp này. Còn đang 3 lớp. Đây. Với sự kết hợp của hai lớp vải không dệt và một lớp giấy kháng khuẩn nha mọi người ơi. Cái này thì chống nước luôn nha. Đây, cứ đeo khẩu trang này là auto đẹp trai. Ui, 25k rồi. Không nhìn được mặt là auto đẹp trai mà. Anh Tiền đeo sai cả màu gì đây? Anh Tiền thích đeo màu gì? Anh sai làm gì nữa, sai lớn nhất có thể. Gấp 2 cái bình này ăn nấy quá, giờ phải hết cái giống này thôi. Đây, ok chưa mọi người? Ui, nhìn nó ra gì phết thế nhở? Như kiểu ấy, cái mặt mặt bình thì nó to như thế là cũng che được diện tích khoảng tầm 4-50% mặt rồi. Còn mặt linh thì che đến 70%. Diện tích 70% mặt. Đấy. Rồi. Bây giờ là như nào nhỉ? Ôi, có mấy màu đây? Có 5 màu nhé. 5 màu thì lấy ra 5 màu đi. Ok thôi, lấy điêu đi mọi người. Lên điêu đi. Lên nhá. Rồi, 25k người rồi còn gì nữa. Okay. Rồi, lên 100 điêu 1k. Đấy, okay. Bên khách hàng cho. Đếm, ok. Đếm phải 5. Chứ từ đó, để cho mọi người sẵn sàng. Phải sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, mọi người chắc sẵn sàng chưa? Mình like theo phong cách chị hàng mà. Nhưng mà cái điêu này phải sẵn sàng. Mình like theo phong cách chị hàng đấy. Mình ngồi xuống cái nào nhẹ nhàng thôi. Nhưng mọi người ham, mọi người chị hàng vẫn đang xem được kìa. Rồi, ok, sẵn sàng rồi mọi người nhá. Bỏ giữa cái này cho mọi người nhìn đấy. Thế thì mọi người cứ vào. Thôi đổ hết ra đi. Ôi, coi cái này. Đổ hết. Thôi, bỏ cả thùng như này đi. Rồi, bây giờ là 100 điêu 1k cho phục đa. Thôi, lên đi, ghim đi cho anh em. Ghim. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Ghim. Rồi, nhanh tay mọi người. Nhanh tay. Hết. Vừa rồi ghim là hết. 100 điêu 1k. Lên rồi mọi người ơi. Hết rồi. Lên rồi. Vẫn còn. Nhanh. Hết. Đang thanh toán. Lên cho mọi người. Ủa, hết rồi. Vãi. Ủa, vãi. Hết. Nhưng mà yên tâm. Cái này chắc là hôm nay cũng có đi hồi thôi. Lên. Thường là một thùng hay là một gói? Một thùng. Bán một thùng một đúng không? Một thùng 500 chiếc. Dùng chà, cái này mà dùng không cần phải mua nữa đâu nhỉ. Cứ để trong nhà ấy. Tại vì cái này thực chất là cả gia đình ai cũng sẽ cần mà. Nên là mọi người mua một thùng cứ để ở trong nhà ấy. Ai lấy thì lấy, nhiều lắm. Đấy. Mà giá là hôm nay như thế nào? Giá? Vâng, ơi, nhìn bình thường em với chị lại bán là 150.000 đấy. 150.000 á? Là bên là chỗ gì lẻ á? Đâu, 175 á? 175. Đây nó có tổng là 5 màu nha mọi người. Đấy, chị em phụ nữ là màu hồng này, con trai thì màu đen này. Đấy, rất là nhiều màu luôn. Nói chung là màu trắng cũng có này.
Nói chung là các bạn đeo khẩu trang có thể là mặc theo diện theo đồ của mình luôn. Đấy, đấy, ai mặc hôm nay là thùng 600 chiếc đấy em. Ai mặc bộ màu hồng thì là đeo khẩu trang màu hồng. Đấy, mặc mà... ai sửa lại. Bao nhiêu? Bao nhiêu thùng ấy? Ok chưa? 500 300 một thùng 500 chiếc. Một chúng 500 chiếc. Cái niêm yết là 183k, hôm nay chỉ còn 130k thôi. 180k là giá niêm yết và nay còn đúng 130k. Cái này kiện nhá. Người kiện cái gì? Đi ra đi. Bây giờ em mới chỉ lại bán ta đang bán cái kiện đi họt. Rồi, lên 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 luôn em ơi. Lên luôn đi, lên luôn đi. Bao nhiêu thùng, bao nhiêu thùng? Chờ một tí á. À, mọi người cho em chút, đang bị lỗi cô chưa một chút. Cái này đẹp đẹp. Quên một thùng như này, 5 cái nhiều quá nhiều không nhỉ. Một bịch như này là 10 cái. Cái này mọi người mua về cho cả gia đình dùng nha mọi người. Cái này thì có size trẻ con nha. Mọi người có thể vào tròn size ạ. Từ size trẻ con cho đến size người lớn là đủ hết nha. À, size trẻ con như lôi đúng không? Đây lôi lôi. Lôi đeo rất là đẹp nha. Lôi ở đây. Lôi như đeo ngửa cái sao. 500 chiếc mà mỗi ngày dùng một chiếc. Đây màu này này, màu 550 đủ màu luôn. 550 mới hết nha. Đủ màu luôn. Ôi, màu be này xinh nhỉ? Đây, màu be, màu đen, màu hồng, đây, màu hồng. Đấy. Cứ mua về rồi một thùng như này, mọi người vứt ở trong nhà ấy. Đấy, gia đình ai cũng cần đến mà. Khi mà cần khẩu trang ấy là mình cứ đi ra ngoài tiệm mình mua một cái đúng không? Đông lăn nhặt mà không ấy. Khi khách đến là gì đấy, cứ để ở nhà thôi, cứ để bán đấy. Đây này, em biếu luôn chị một đây. À, đây cái này rất là cần thề luôn. Biếu chị còn 10. Như anh em mình bên kia nhá, đang đi hốt phân dê mà bây giờ là không ra khẩu trang phải để ở nhà quên đấy. Ừ. Nhiều khi là phải lấy áo quấn bịt như này mà. Ừ. Đấy, tại vì khẩu trang mua từng cái một thì nó cũng ok. Mua phải mua từng thùng một, đấy vứt ở trong nhà ấy. Mà hiện tại bây giờ giá đang còn cực kỳ hời của nhãn hàng đưa ra cho trong phiên live ngày hôm nay của mình. Nên là tất cả mọi người cứ săn thôi, săn thì cứ để ở nhà thôi. Linh ơi, voucher đang hết voucher 20k, 130k lên 150k rồi, mọi người chờ bọn em mà. Chờ bao nhiêu? Một phút chết về giá 130. Hiện tại bây giờ là 150 thì mọi người chờ em một phút là sẽ về giá 130. Một thùng như này 55 cái nhá. Một thùng như này 55 cái. Ok. 5 màu. Rồi. Lên rồi. Bao nhiêu? 300 suất. 300 suất mọi người nhá. Nhanh không là hết. Mua 150 rồi kìa. Hiện tại bây giờ là 130 đấy. Cái để vừng đấy là tí nữa là... Cái này thấm chống nước nha. Anh Tiến đổ nước vào đây cho em đi. Đây. Được không? Như chỉ đỏ tét này. Ừ. Anh bỏ cái chai nước lên đây để em uống luôn, đúng luôn. Đúng đưa đi đại. Điện thoại hay là điện cái gì? Vào điện thoại hết lên đây này. Một cái này. Như chỉ đỏ nhá. Khoan để review như chỉ đỏ nhá. Một cái nhá. Ôi, đổ vỡ điện thoại rồi. Đây, một cái à. Không để thôi, vấn đề gì đâu. Đổ tét nước xuống đây. Điện thoại của mình đâu mà lo. Đây rồi, 3 cái. Đây. Rồi, 3 cái này. Đây. Ui, sợ quá mọi người. Mọi người ha. Đây, mọi người ha. 3 cái điện thoại đây mọi người ha. Ôi, thêm cái này nào. Thêm chai nước luôn. Thêm cái chai nước, nữa nào. Chai nước. Đây mọi người ha. Mọi người thấy chưa? Đó là 3 cái điện thoại mà nó rất vẫn là đang chắc đây. Ê, thêm cái điện thoại này. Nằm đi. Sao được đấy. Ham sợ quá. À, quên. Linh sợ quá mọi người ha. Đó. Nặng như này em à. Thôi người cho một cái điện thoại nữa. Thôi thử tôi con ạ. Thôi được rồi con ạ, cứ chui dạng. Chui dạng. Đây. Cái này. Cái gì? 130k một thùng. Cái gì nhỉ? 500 chiếc. Hả? Dây này thì có... À cái dây mà quàng ở tai ấy. Quàng. Dây này thì được làm từ polyester và sợi spandex nha mọi người. Rất là mềm, rất là... Tức là đeo vào không bị bít tắc ấy, không bị đau tai nha mọi người. Tào tên nước đi. Tết đây nước không? Đi, đổ nước vào đi. Đây này, không hề dọn nữa nhá. Ơ, em bỏ lấy chai kia, chai khác kia. Lấy chai nước khác đi. Thảo thuật lên. Cái này có ấy này. Đây này, đây này, có bỏ kìa. Đây. Đó, luôn hạ mồm để lấy con nước có chảy không? Đây ạ, tôi đổ đây. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Nước ở trong này. Chỉ có không khí mới lọt được qua thôi, chứ còn nước không bao giờ lọt được. Này, ok chưa? Bao nhiêu thùng ấy? Ok chưa? Tết như này ok chưa? Còn 150 thùng nữa chị ơi. 150 thùng nữa. Cuối cùng cả nhà mình nhá. Đây, nước không giọt, không hề thấm luôn nhá. Phía mặt trước này không vấn đề gì luôn nhá. Ok chưa? 130.
đổ đổ ra đấy. Giá này là hồi nhất từ trước đến nay nha mọi người ơi. 130k một thùng. Về sản phẩm thì anh em mình đã test và thử qua rồi. Nó có 5 màu nha, trắng, đen, xanh dương, xanh lá và hồng này, và be và xám. Đấy, nó tổng 5 màu là như thế. 5 màu cho tất cả các anh chị em lựa chọn. Và nó có size bé như này luôn nhá. Nó có size. Size này là size con nít này. Size như tầm lôi cái gì này. Lôi đeo là. Lôi đeo này. Này, màu hoa văn cực kỳ đẹp. Hiện tại ánh sáng là đang còn sáng quá nên là cái màu của khẩu trang là nó ấy quá. Rồi, đây lôi thử đeo này. Rồi. Con nhà ai mà dễ thương thế? Đeo khẩu trang như này ạ. Xinh nhở, dễ thương nhở. Đó là khẩu trang cả đời đeo khẩu trang à? Đấy, con nhà ai mà dễ thương thế? Trời ơi, nhảy nào. Tin 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 tin. Rồi. Ôi, về 150 đá. Lên cái này đi. Về 150 đá. Lên thùng khẩu trang trẻ em đi. À lên thùng khẩu trang trẻ em cho mọi người nhá. Giá như nào? Một thùng 200 chiếc. Đây, cái này là một bao như này 10 gói. Một thùng nào 200 chiếc. Kích cỡ này là nhỏ cho mọi người từ 2 tuổi đến 6 tuổi đúng không? Từ 2 tuổi đến 6 tuổi.